Chúng sinh biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn thảo luận về hai thứ điên đảo vọng kiến. Thế nào là hai thứ điên đảo vọng kiến? Thứ nhất gọi là chúng sinh biệt nghiệp vọng kiến, tức là do mình đơn độc tạo nghiệp, không giống với tất cả những người khác, tự mình kiến giải hành vi không giống kẻ khác. Trong mọi trường hợp thì mình hoàn toàn đều khác. Thí dụ, cho mình là người giỏi nhất, hại người lợi mình, thích những điều xa vời hão huyền, hoặc làm những việc mà không có người nào dám làm, đó là tạo nghiệp. Mà tự mình tạo thì mình thọ, so với người khác không giống nhau. Loại thứ hai gọi là chúng sinh đồng phận vọng kiến, tức là do chúng sinh cộng nghiệp tạo thành. Mình cùng với tất cả những người khác thì đều giống nhau, cũng như thiên tai làm chết hàng vạn, hàng ngàn người thì đó gọi là cộng nghiệp, là một số người cùng chịu chung. Những người đó cùng tạo điều ác nên cùng thọ quả báo giống nhau. Chữ kiến ở đây có nghĩa là kiến giải, bởi vì lấy si mê của chúng sinh làm của mình, nhận tên trộm làm con mình, cho nên sinh ra đủ thứ chấp trước vọng tưởng. Do vọng tưởng mà sinh ra mê hoặc, do mê hoặc mà tạo ra vô số ác nghiệp. Bởi vậy cho nên cùng nhau thọ quả ác. Bây giờ tôi xin kể một chuyện thật về cộng nghiệp như sau. Năm dân quốc thứ 33, 1944, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hoàn toàn không có mưa cả một năm trời, đất đai khô cằn mà còn bị thêm nạn châu chấu. Những con châu chấu này mỗi lần bay tới thì đầy cả bầu trời, tất cả nông sản đều bị chúng ăn hết. Thậm chí một ngọn cỏ, một chiếc lá cũng không mọc lên nổi. Lúc bấy giờ có một đứa trẻ nhìn thấy trên trời có một ông già đeo cái túi, từ sáng đến chiều luôn tay vứt xuống những con châu chấu từ trong túi ấy bay khắp bầu trời. Dân ở đó vì quá đói nên giăng lưới bắt châu chấu về ăn cho đỡ đói. Họ nghĩ rằng châu chấu cũng là một nông sản nên không có chất độc. Ngờ đâu khi những con châu chấu này bị nấu chín rồi thì biến thành phân, thành đất bùn. Ăn không được, không ai dám ăn cả. Vì đói quá nên dân chúng chỉ còn có cách là rời đến nơi khác. Từ tỉnh Hà Nam đến Trường An cách xa 800 dặm, trong khoảng đường có người chết không biết bao nhiêu mà kể. Những người này chết một cách khủng khiếp, ai nấy nhìn thấy cũng khiếp sợ. Đây có thể nói là một ví dụ cho cộng nghiệp mà chiêu cảm lấy quả báo. Bây giờ tôi nói biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có giải thích rất rõ ràng thế nào là biệt nghiệp vọng kiến. Cũng như trong thế giới này, có những người mắt bị nhậm, thì thấy trước mắt toàn một màu đỏ. Ban đêm khi nhìn ánh đèn lại thấy xung quanh đèn có những vòng ánh sáng đủ màu. Bởi mắt có bệnh nên mới thấy những huyễn ảnh như vậy. Thấy đủ năm màu tạp sắc trùng trùng điệp điệp. Con mắt bệnh này tượng trưng cho vô minh. Ban đêm tượng trưng cho si mê. Ánh đèn tượng trưng cho tạng tánh, tức là bổn tánh của mình. Năm màu sắc tượng trưng cho ngũ uẩn hay ngũ ấm, là những trần cảnh giả tạo. Vì do chúng sinh có vọng kiến nên mới có huyễn ảnh ở ngoại cảnh. Nếu vọng kiến mà trừ rồi thì bệnh không còn nữa. Ánh sáng huyễn ảnh đó làm sao mà có được? Con mắt tốt tượng trưng cho trí huệ chân thật. Còn bóng đèn tượng trưng cho chân lý. Dùng trí huệ chân thật mà thấy được chân lý thì nhất chân pháp giới hoàn toàn không có ngũ ấm ngũ trần gì cả. Cũng như có người mắt mình vốn không có bệnh nhưng tự mình lại làm cho có bệnh. Giống như một anh chàng hút thuốc phiện vậy. Có lần anh ta cười lớn trong khi anh ta đang đứng trước một bức tường. Tôi hỏi, tại sao anh cười? Anh ta trả lời, thật là kỳ quái, bức tường này thật đẹp, nó có đủ năm màu ánh sáng chiếu rọi bốn phía. Đó chỉ là do huyễn ảnh mà ra, không có bệnh mà hút thuốc phiện thì tâm thần trở nên điên đảo. Những huyễn ảnh đó vốn là giả, lại cho là thật, nên thân ở trong mê mà chẳng biết mình mê. Trên đây đã lược giải biệt nghiệp vọng kiến. Tiếp theo, trong kinh lại giải thích thế nào là đồng phận vọng kiến. Thí dụ như trong Diêm Phù Đề, có một châu nhỏ chỉ có hai nước mà quả báo chiêu cảm không giống nhau. Dân chúng của một nước thì thọ cảm ác duyên, toàn gặp những tai nạn bất tường. Còn dân ở nước lân cận thì chẳng bị gì cả. Đó là do vọng hoặc vọng nghiệp vọng kiến mà tạo thành. Như hiện tại ở Mỹ, miền Đông thường có tai họa bão lụt làm chết nhiều người, nhưng miền Tây Nam thì hoàn toàn vô sự,
Đó là vì nghiệp cảm chỉ tại miền Đông mà thôi, không có tại miền Tây Nam vậy. Hoặc có kẻ thấy hai mặt trời hay hai mặt trăng thì đều là những điềm bất tường. Người xưa nói, thiên vô nhị nhật, dân vô nhị quân. Tức là trên không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Ở Trung Hoa về đời nhà Hạ, vua Kiệt là người bạo ngược. Trên không trung bỗng nhiên hiện ra hai mặt trời, nhà Hạ nhân đó mà diệt vong. Đó là điềm hung dữ được báo trước. Ngoài ra còn có những điềm gọi là vựng, thích, bội, quyết. Những ác khí bao quanh mặt trăng, làm mờ mặt trăng thì gọi là vựng. Khí đen che lấp mặt trăng gọi là thích. Khí trắng ở bên cạnh mặt trăng gọi là bội, mà che đi một nửa thì gọi là quyết. Đó là những điềm xấu thuộc về mặt trăng. Lịch sử Trung Hoa có chép rằng, khi mặt trăng bị che lấp 7 lần, thì Hán Cao Tổ ở Bành Thành bị giặc Hung Nô vây khốn. Ngôi sao có ánh sáng dài sau đuôi gọi là tuệ, tức là sao chổi. Hào quang ngắn hơn, quét đi bốn phía thì gọi là bột tinh. Ở trên không trung xẹt xuống gọi là phi tinh. Ở dưới mà vọt lên gọi là lưu tinh. Đó đều là những điểm xấu thuộc về các ngôi sao. Sách Xuân Thu có chép rằng, vua Tống Nhượng Công không có nhân nghĩa nên sao xẹt xuống như mưa. Vua Tần Thủy Hoàng hết sức bạo ngược thì sao chổi xuất hiện. Đó cũng là những điểm không lành. Ác khí ở phía trên mặt trời gọi là phụ, ở bên cạnh mặt trời gọi là nhĩ. Sau khi trời mưa mà xuất hiện cầu vồng thì gọi là hồng nghê. Buổi sáng gọi là hồng, buổi chiều gọi là nghê. Đó đều là những điểm xấu của mặt trời. Tóm lại, bên cạnh mặt trời, mặt trăng có hiện ra những khí đó đều là những điểm báo trước sự bất tường. Ở nước Trung Hoa, mỗi khi một triều đại thay đổi thì đều có những điểm bất tường xảy ra. Có lần, một vị hoàng đế thấy điểm bất tường nơi một ngôi sao, liền triệu quan thiên văn đến để hỏi sẽ xảy ra điểm tốt hay xấu. Vị Khâm Thiên giám tâu rằng, đây là điểm hết sức bất tường, bệ hạ có thể sẽ tử vong, nhưng thần có cách làm cho vị tể tướng chịu điều hung dữ ấy thay cho bệ hạ. Bệ hạ có bằng lòng không? Nhà vua trả lời, tể tướng lo liệu quốc gia đại sự thì làm sao có thể chết thay cho ta được. Viên quan lại hỏi, có thể chuyển tai họa đến nhân dân chăng? Dân là gốc của nước, ta vì dân mà làm, có thể nào để dân chết thay cho ta được? Nếu vậy thì chuyển tai họa này đến mùa màng được chăng? Mùa màng mà mất thì dân sẽ chết đói, đó là chuyện ta không thể làm được. Quan Khâm Thiên giám nghe xong liền sụp lạy mà tâu rằng, hoàng thượng đúng là bậc minh quân có lòng nhân từ, thì nhất định sẽ chuyển được điều hung dữ thành điều kiết tường. Hoàng thượng nhất định không có thể chết được. Quả nhiên, ngày hôm sau điểm xấu trên trời biến mất, không còn thấy nữa. Việc đó chứng minh rằng không có chuyện gì là cố định, chỉ do tâm mình mà chuyển biến thôi. Nếu tâm thiện thì có thể chuyển điều xấu thành điều tốt. Cho nên Lão Tử nói rằng, hồi tâm thú thiện, thiện tuy vị vi, nhi thiện thần tùy chi. Hồi tâm hướng ác, ác tuy vị vi, nhi ác thần tùy chi. Nghĩa là, quay tâm hướng thiện, điều thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã theo sát. Chuyển tâm về ác, điều ác tuy chưa làm mà ác thần đã kề bên. Thần thì có thiện có ác, thiện thần thì bảo hộ thiện nhân, ác thần thì trừng phạt kẻ ác. Cho nên nói rằng, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là họa phước không cửa vào, chỉ do mình tự chuốc lấy. Nếu trong tâm mình không làm điều ác thì điều bất tường không thể phát sinh. Nam mô A Di Đà
phơ. Me.